bay nhẹ tròn nhẹ như thôi. Chứ ở bên ngõ nhớ thì chưa nó lệch lắm. Mày đụng đúng cái gì á? Bạn nắm mini quan dừng lại cất đi một viên bỏ một viên ra bạn ấy mất công ngâm trong hai con đôi đấy với cào cái kim băng rồi linh lên bay đây ông nhà linh đây đấm đồng hồ đây cả lớp lại với để hình đó đấm cái mục tiêu của đấm ở đây để đấm đồng hồ đây đấy thay mà có để bắt cầu thay đâu đây mà đừng đừng dừa cái này thay này dừa mới ngỏ nhưng mà tỉnh cái lồ rồi ra đập quân ông mảnh đúng không cháu vào hít vào lên đứa đấy thôi có làm nhiều gì bất thời gian lắm chờ gì đưa bên ngõ ấy bóng đạn chưa chờ làm mình đặt tay vô đưa đây hít vào nhà ra đây đâm nhà đó đây mày đấm điểm đấm là cái mặt sàn ở dưới không phải là điểm đấm ở ngói đó đấm cuối cùng chứ rồi cuối cùng số qua không số qua không còn phía này có khỏe là không cầu nữa này này ơi cố lên đó nhưng một viên cho bất chế mình làm được mà không hết sức luôn mình chấn được nhắm mắt làm về mà mình nhìn thấy mình tay lên luôn tay đang ngay ngay chưa thì gài kèm đây.